Hôm qua, Đại sứ Nga tại Hội đồng Bắc Cực Nikolai Kochunov đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang có động thái tăng cường hoạt động ở Bắc Cực. Theo quan chức này, động thái này không chỉ đem lại các rủi ro về an ninh mà còn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái Bắc Cực, cũng như làm tăng nguy cơ xảy ra các sự cố ngoài ý muốn. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi NATO vừa tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn tại phía Bắc Na Uy vào cuối tháng 3 vừa qua, trong đó có sự tham gia của hai nước đang cân nhắc gia nhập tổ chức này là Phần Lan và Thụy Điển. Nga đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc hai nước này gia nhập NATO khi cho rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh của châu Âu.